Phát đại thệ nguyện đệ lục, pháp tạng bạch ngôn, duy nguyện thế tôn đại từ thính sát, ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức trang nghiêm, vô hữu địa ngục ngạ quỷ cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi loại, sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập diễm ma la giới tam ác đạo chung, lai sanh ngã sát thọ ngã pháp hóa, tất thành a nậu đa la tam biểu tam bồ đề, bất phục cánh đọa ác thú, đắc thị nguyện nãi tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thượng chánh giác, ngã tác Phật thời thập phương thế giới, sở hữu chúng sanh linh sanh ngã sát, giai cụ tử ma chân kim sắc thân, tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng, đoan chánh tịnh khiết tất đồng nhất loại, nhược hình mạo sai biệt hữu hảo xú giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả tự chi vô lượng kiếp thời, túc mạng sở tác thiện ác, giai năng đống thị triệt thính, chi thập phương khứ lai hiện tại chi sự, bất đắc thị nguyện bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả giai đắc tha tâm trí thông, nhược bất tất chi ức na do tha bá thiên Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả giai đắc thần thông tự tại ba la mật đa, ư nhất niệm khoảnh bất năng siêu quá, ức na do tha bá thiên Phật sát, châu biến tuần lịch cúng dường chư Phật giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả viễn ly phân biệt, chư căn tịch tĩnh nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh thiên vạn ức bội, nhược hữu chúng sanh kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện lai sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng, giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tất thành duyên giác ư bá thiên kiếp, tất cộng kế rào, nhược năng chi kỳ lượng số giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời thập phương thế giới, vô lượng sát chung vô số chư Phật, nhược bất cộng xưng thán ngã danh, thuyết ngã công.
giả bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã sanh hiệu trí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc nãi trí thập niệm, nhược bất sanh giả bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm, tu chư công đức phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc nhất tâm niệm ngã, chú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghênh hiện kỳ tiền kinh tu du gian, tức sanh ngã sát tác A Duy Việt Chí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm kiên cố bất thoái, thực chúng đức bổn trí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc vô bất toại giả, nhược hữu túc ác văn ngã danh tự, tức tự hối quá vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời quốc vô phụ nữ, nhược hữu nữ nhân văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tín phát bồ đề tâm, yểm hoạn nữ thân nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tức hóa nam tử lai ngã sát độ, thập phương thế giới chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả giai ư thất bảo trì liên hoa chung hóa sanh, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh tự hoan hỷ tín nhạo, lễ bái quy mạng dĩ thanh tịnh tâm tu Bồ Tát hạnh, chư thiên thế nhân mạc bất chí kính, nhược văn ngã danh thọ chung chi hậu, sanh tôn quý gia chư căn vô khuyết, thường tu thù thắng phạm hạnh, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời quốc chung vô bất thiện danh, sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm chủ ư định tụ, vĩnh ly nhiệt não tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc do như lậu tận tỳ kheo, nhược khởi tưởng niệm tham kế thân giả bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng giai đắc kim cang na la diên thân, kiên cố chi lực thân đảnh giai hữu quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí huệ hoạch đắc vô biên biện tài, thiện đàm chư pháp bí yếu thuyết kinh hành đạo, ngữ như trung thanh, nhược bất nhĩ giả bất
thủ chánh giác, ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất trí nhất sanh bổ xứ, trừ kỳ bổn nguyện vị chúng sanh cố, bị hoằng thể khải giáo hóa nhất thiết hữu tình, sai phát tín tâm tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo, tuy sanh tha phương thế giới vĩnh ly ác thú, hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo thính pháp, hoặc hiện thần túc tùy ý tu tập, vô bất viên mãn, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực y phục chủng chủng cúng cụ, tùy ý tức chí vô bất mãn nguyện, thập phương chư Phật ứng niệm thọ kỳ cúng dường, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời quốc chung vạn vật, nghiêm tịnh quang lệ hình sắc thù đặc, cùng vi cực diệu vô năng xứng lược, kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn, hữu năng biện kỳ hình sắc quang tướng, danh số cập tổng tuyên thuyết giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời quốc chung vô lượng sắc thủ, cao hoặc bá thiên do tuần, đạo tràng thụ cao tứ bá vạn lý, chư Bồ Tát chung tuy hữu thiện căn liệt giả, diệt năng liễu chi, dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm, tất ư bảo thủ gian kiến do như minh kính, độ kỳ diện tượng, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời sở cư Phật sát, quảng bác nghiêm tịnh quang oánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số, bất khả tư nghị chư Phật thế giới, chúng sanh đồ giả sanh hy hữu tâm, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời hạ tùng địa tế, thượng trí hư không cung điện lâu quán, trì lưu hoa thủ quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, giai sĩ vô lượng bảo hương hiệp thành, kỳ hương phổ huân thập phương thế giới, chúng sanh văn giả giai tu Phật hạnh, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời thập phương Phật sát, chư Bồ Tát chúng văn ngã danh dĩ, giai tất đại đắc thanh tịnh giải thoát, phổ đẳng tam muội chư thâm tổng trì, trụ tam ma địa chí ư thành Phật, định trung thường cúng vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật, bất thất định ý, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời tha phương thế giới, chư Bồ Tát chúng văn ngã sanh giả, chứng ly sanh pháp hoạch đà ra ni, thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng chủ, tu Bồ Tát hạnh cụ túc đức bổn, ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn, ư chư Phật Pháp, bất
hiện chứng bất thoái chuyển giả bất thủ chánh giác.